Một gia đình đáng sợ nhất là gì? Một gia đình đáng sợ nhất là gì? Không phải là không có tiền, không phải là bệnh tật, mà việc các thành viên trong gia đình không nói chuyện tốt với nhau mà dùng nhiều ngôn từ bạo lực. Dù có giàu có đến đâu cũng khiến người ta chỉ muốn chạy trốn. Ngược lại, một gia đình hòa thuận dù đơn sơ cũng khiến người ta lưu luyến vô cùng. Cái đáng sợ hơn cả nghèo khổ là những lời nói tổn thương giữa các thành viên trong gia đình. Lời nói độc hại chỉ khiến người thân yêu ngày càng xa cách. Vết thương cơ thể có thể chữa lành theo thời gian, nhưng tổn thương do lời nói không dễ thấy lại đâm thấu tim. Những lời nói gây tổn thương tích tụ theo năm tháng. Gia đình chúng ta không phải là nơi sinh ra để cãi đúng hay sai, cũng không phải là chiến trường phân thắng bại. Yêu thương thì phải biết cách thể hiện. Miệng của cha mẹ chính là số phận của con cái. Nói chuyện tốt, giao tiếp tốt là phong thủy tốt nhất của gia đình. Một gia đình đầy sự chỉ trích, trách móc, chỉ chiết lẫn nhau chắc chắn sẽ suy tàn. Gia đình hòa thuận thì phước lành phúc sẽ tự đến. Sự khích lệ, khen ngợi, động viên, tôn trọng, cổ vũ của người yêu là động lực cho chúng ta bước tiếp, là nền tảng để con cái vững bước trên đời. Không nhắc lại chuyện cũ, không hơn thua. Như vậy, gia đình ngày càng tốt đẹp.